10 là vật. Sau khi lắp thao lắp bằng trên 11 đơn vị. Chủ thể nam nhân độ tuổi trung niên. Hoặc chủ tôi cắn là cắn này. Hoặc chủ cắn là bình thường. Cái khớp chứa nó chủ động đó, đó đúng rồi. Rồi đó có răng nó dễ coi nhiều. Một con hàm dưới nữa là ăn nhai được tốt rồi. Cái này chú về ăn nhai cũng phải cỡ 10 ngày nửa tháng mới quen ăn được mềm mềm. Buổi tối chú tháo ra trà rửa ngâm nước rồi ngâm rồi ban ngày đeo vô lại. Trong ngày mình nghỉ mình ăn xong mình tháo ra trà rửa cũng được. Rồi xong rồi. Rồi, bây giờ nó tiếp tục lại. Chắc ăn. Rồi đỡ ra đi. Không đỡ ra đây.